Review chi tiết về từng đèn, ví dụ như này thôi chẳng hạn là cũng hết ngày anh ạ. Thử xem là to như thế nào. Coi nó chịu đựng thế nào. Chịu đựng được em ạ. Hay là nó gục mất tiêu. Đấy, cái chế độ đầu tiên là mình sử dụng cái ánh sáng nó không đúng. Bây giờ là đúng hơn. Mình chỉ tập trung vào đúng cái chất đúng rồi, đúng rồi. Và đồng thời các bạn sẽ đây là một cái đèn tường. Thì tức là chủ nhà người ta có thể tắt đèn này, mở đèn kia, xoay cái này tí thì tự nhiên cái nhà ta mới. Dạ, ok. Đây thì em ngồi vào đây cái là anh để anh Đức nhỉ. Em chuyển cái chế độ bây giờ mời ngồi mời ngồi ngồi anh sáng này để ngồi uống rượu vàng đúng không? Chính xác. Nhưng mà nhìn vẫn cứ rõ như thường với da tay ha và cái đồng hồ chúng ta sẽ thấy. Đây là mời ở đây mới tinh là do tay em. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nhà To và MGI Premium. Vâng, nhưng thôi, nhắc đến hai thương hiệu này quý vị khán giả lại nghĩ ngay là anh em chúng tôi đi review nhà. Thế nên chúng tôi quyết định hôm nay không đi review nhà nữa. Cho mọi người bất ngờ đúng không? Để cho quý vị khán giả bất ngờ. Nhưng mà không review nhà nhưng mà vẫn lại liên quan đến nhà. Đấy là hôm nay chúng tôi sẽ làm về một chủ đề mà được rất nhiều quý vị khán giả quan tâm. Đấy là cái cảm xúc mà ánh sáng mang lại cho chúng ta trong không gian của một ngôi nhà. Đấy, chúng ta hay bắt gặp những cái câu chuyện ví dụ như là không hiểu vì sao mà chúng ta đi vào những cái khách sạn hay là nhà hàng sang trọng thì lại thấy là họ luôn sử dụng những cái ánh sáng nó màu vàng này, cảm giác là nó thư thái đúng đấy, có điểm sáng có điểm tối. Nó lại không giống như có những nhà là vào một cái là nó sáng bừng lên. Đấy, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng với anh Andy để đi khám phá một cái trải nghiệm về ánh sáng hoàn toàn mới. Và hôm nay em mới biết là hóa ra là anh lại cũng là một chuyên gia ánh sáng rồi anh. Dẫn em đi chết nếu mà vậy thì chắc là anh lấy nghề hết của người khác mất tiêu. Hôm nay anh sẽ đưa Hoàng Đức cùng các bạn Nhà To chúng ta đến gặp một chuyên gia gần 20 năm trong cái lĩnh vực về ánh sáng. Anh nghĩ là sẽ có rất là nhiều câu chuyện mà thú vị mà chúng ta có thể tham khảo trong cái số này. Nhất là những ai đang có dự tính xây nhà mới này, hoặc là chúng ta đang ở trong một cái biệt thự nhưng mà đôi khi chúng ta có cảm giác là chưa thoải mái lắm. Đôi khi ánh sáng chúng ta không biết như vậy là ok không. Hôm nay sẽ cùng với Hoàng Đức, chúng ta sẽ gặp người anh, một người bạn để chia sẻ cái câu chuyện này với mọi người. Đức ha. Em phải bỏ kính ra để nhìn cùng cái ánh sáng giống như anh. Nó chung cảm nhận. Chung cảm nhận. Ok. Xin mời bạn. Chúng ta đi vào. Đây, mình ngồi Đức nha. Hay quá. Wow. Lâu quá. Lâu anh, Đức đi đâu đây? Em chào anh. Hôm nay anh giới thiệu với Đức ha. Cái người chuyên gia mà anh muốn nói với em. Gần 30 năm trong lĩnh vực ánh sáng là anh Nguyễn Quốc Thống. Nhà sáng lập của Cara Lighting, một cái thương hiệu cũng 27 năm rồi. Là hôm nay anh muốn dẫn Hoàng Đức đến gặp anh Thống và hy vọng là hôm nay là Đức sẽ sau cái cuộc ngày hôm nay là Đức về chắc thay hết đèn trong nhà. Em phải rất là hân hạnh là hôm nay được gặp trực tiếp anh Thống là vì em cũng đã vào rất là nhiều nhà và có những cái căn nhà mà em thấy ấn tượng nhất về ánh sáng thì hỏi ra là Cara Lighting làm, nhưng mà hôm nay em mới biết là mới được gặp trực tiếp là thì càng thú vị nữa. Người đứng sau những cái ngôi nhà tuyệt vời đấy. Okay. Vui quá khi mà công việc của anh mà được mấy em đánh giá cao vậy, anh cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà hôm nay là bọn em muốn khám phá sâu hơn, tức là bọn em muốn nhà thì thấy rồi nhưng mà hậu trường nó như thế nào, và bọn em muốn biết được là tại sao ánh sáng là như thế, tại vì anh em mình mới chỉ là cảm nhận về bên ngoài thôi đúng không, chứ mình không hiểu sâu xa lắm thì chắc là hôm nay chúng ta phải khai thác anh Thống hết mức ha. Khán giả Nhà To có nhiều cái câu chuyện để chúng ta có thêm nhiều kiến thức hay. Chắc là sáng em sẽ đưa anh Thống dẫn bọn em đi xung quanh một tí nhỉ. Ở đây em thấy là nguyên riêng cái không gian ở ngay phía bên ngoài này thì có rất nhiều những cái mẫu đèn theo kiểu nó hiện đại và đi cùng với những cái tông màu nó khá là mới. Thì em nhìn ở đây là giống như các cái nhà cung cấp từ đa phần là đều châu Âu hết. Và cái thiết kế cũng khá là khác nhau.
cái đèn lại có một cái ngôn style. Ngữ riêng, style riêng. Em thấy có vẻ như là một tác phẩm nghệ thuật hơn là một cái đèn bình thường. Yeah. Thật ra đây là anh muốn làm, đây là một cái trung tâm về ánh sáng để mọi người không phải là đến để mua chọn mua đèn mà nó là một cái để thưởng thức okay. Thưởng thức các cái tác phẩm mà người ta dùng ánh sáng để tôn tạo nó lên. Thì cái trong cái khu vực này á, là gồm có tất cả các cái tác phẩm mới nhất, những cái thiết kế mới nhất của các hãng nổi tiếng của châu Âu. Thì tất cả các hãng này là của châu Âu. Nhưng mà vì sao nó là châu Âu, là bởi vì châu Âu là cái nôi của sáng tạo để mà họ nghĩ ra những cái về để nâng tầm cái cuộc sống lên. Thì tất cả những cái đèn này ngoài vật liệu thì cái hàm lượng mà thiết kế nó nằm rất lớn trong đó. Và ý tưởng thiết kế nó lớn trong đó. Thì mỗi cái nó có một cái riêng biệt trong cái sản xuất cũng như là trong cái hiệu ứng của những cái đèn làm lại. Anh ví dụ như giờ chúng ta nhìn vào ngồi vô đây thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là một cái đèn tường, nó là chỉ những cái miếng như thế này thôi. Nhưng mà chủ nhà chỉ cần chỉnh một cái này thì cái hiệu ứng ánh sáng nó sẽ ra khác. Và chủ nhà sẽ thấy trong nhà mình làm một cái khác rồi. Thì dù ví dụ như ở đây là một cái đèn. Dạ. Cái đèn dễ thương. Đây là một cái đèn. Thì như cái nấm. Thì khi cần người ta có thể không cần mà tắt hết và nhà thì chẳng có đèn ở đây và một cái đèn thì chúng ta sẽ thấy một cái không gian khác hẳn. Và cái này là cái đôi khi mình sử dụng đèn á thì người chủ nhà cũng là một người tạo ra cái hiệu ứng đó, chứ không phải là nó đứng yên chỗ đó và mãi mãi ngày này sang tháng nọ chị thấy không thì tức là chủ nhà người ta có thể tắt đèn này mở đèn kia xoay cái này tí thì tự nhiên cái nhà ta mới. Bây giờ anh giới thiệu một số một em cái thấy trong không gian này giống như là một cái nơi trưng bày tác phẩm nghệ thuật ấy, chứ không thì đây là bằng thủy tinh thổi thủ công. Họ thổi thủ công. Đây là của một cái nghệ nhân ở bên Hòa Lan. Thì tất cả họ có một cái cảm tưởng khi mà đi qua một cái vùng ở châu Âu mà sau khi cái cây mà băng tuyết nó hạ xuống thì nó rơi xuống thì cái tên đó là cái cành cây khô không có lá, thì tự nhiên họ tạo ra một cái suy nghĩ là một cái tác phẩm này thì họ làm ra cái này. Và lúc đó họ sẽ dùng ánh sáng để làm cái từ long lanh của cái băng tuyết, nhưng mà cái đặc biệt của đó là chỉ cần thay đổi độ sáng thì chúng ta sẽ có một cái cảm xúc khác. Bây giờ mình có thể độ sáng đi anh nhỉ, để mình thấy nó sẽ khác biệt như nào. Tùy thuộc lúc đó là mình đang nói chuyện qua TV hay là uống một chắp bột ly van hay là gặp bà gỡ đông đúc bạn bè thì tùy đó mình có thể và cái không gian hoàn toàn nó sẽ đổi. Cái này là hoàn toàn làm thủ công hết à? Tất cả cái này làm thủ công và không có cái nào giống cái nào hết. Đa số đèn của châu Âu nó khác với đèn ở các nước khác là họ xuất phát từ gia đình và cái người đó họ mê mẩn và họ làm cái tác phẩm mà mỗi tác phẩm giống như là một con cưng của họ, là một cái mà họ báu vật của họ. Nên họ rất là chăm chút, họ rất là sáng tạo và họ rất là trân trọng. Thì khi chúng ta chọn một cái đèn trang trí thì bây giờ nó không còn là cái đèn trang trí nữa mà nó là một cái tác phẩm nghệ thuật. Và thậm chí nó trở thành một cái tài sản. Ví dụ như cái đèn này trong vòng 10 năm nữa có khoảng đem đi đấu giá. Tức là bình thường những cái chúng ta xài thì càng ngày nó càng mất giá đúng không? Đúng rồi. Còn cái này càng lâu cái này càng lâu nó càng giá thì nó rất là nó là mang hàm lượng thiết kế trong đó, giống như là chúng ta mua một bức tranh vậy đó. Thì cái bức tranh nó càng ngày càng có giá lên. Thì đây cái hàm lượng chất xám của con người nó vô đây rất nhiều. Mà cái gì mà sáng tạo con người nó rất bền vững. Có nghĩa là bởi vì đây là những cái mẫu mà họ làm hoàn toàn thủ công nên là nó sẽ có giá trị và nó sẽ tăng dần theo thời gian. Đúng rồi. Chứ còn nếu mà làm mà hàng loạt thì nó khác, câu chuyện nó sẽ khác. Nó lại thành một cái thật ra là làm theo cái từ hàng loạt của mình gọi là tầm họ có thể làm thủ công hàng nhiều thứ nhưng mà mỗi thứ nó có cái khác nhau. Nhưng mà đối với hàng loạt là kiểu như là làm bằng máy móc và giật khuôn ra cạch cạch đó là gọi là hàng loạt, thì cái đó là hàng đó đó. Nó không có giá trị lâu dài. Đối với đèn trang trí thì nó có một cái rằng là đèn trang trí nó phải là khi mà mở đèn nó phải đẹp hơn là khi không mở. Chứ còn nếu mà cái đèn trang trí mà khi mở nó lại xấu hơn lúc mở thì nó không còn là đèn trang trí mà tức là không gian đẹp hơn hay là đèn nó đẹp hơn? Đèn nó đẹp hơn. Tại vì đèn trang trí tức là nó dùng ánh sáng để tô điểm nó. Còn không gian đó là ảnh hưởng chung, còn chính nó phải đẹp hơn nữa. Ví dụ đây anh em sẽ nhìn thấy một cái đèn trang trí như thế này. Cái đèn tường như thế này. Bây giờ đây là khi chưa có mở đèn. Bởi vì khi mở đèn
sẽ thấy nó khác hẳn. Yeah. Nhưng mà cái hay của họ là người ta có thể di chuyển cái này, nó sẽ ra tạo ra một hiệu ứng khác. Ánh sáng nó cũng khác luôn, nó là khác luôn, đúng không? Và nó sẽ ra một cái hiệu ứng khác. Và lúc đó cái nhà mình luôn luôn mới. Hôm nay tới này, mai là thấy kiểu khác. Cùng với cái đèn đó nhưng mà đổi góc cạnh thì ánh sáng nó khác, đúng không? Dạ thì nó. Em bị một cái là lấy giờ nhìn những cái đèn này thì em chỉ nhìn ra được những cái mà rát vàng thôi. Chứ lại không nhìn được những cái như là anh Thống chia sẻ đấy. Ví dụ như cái đèn này nó cũng vậy. Nếu ban ngày thì nó như thế này. Rồi. Nhưng nó ta nhớ nhắm một cái tác phẩm gì đó, nhưng rồi, khi buổi tối bật đèn lên. Đó, thì nó khác. Và mình tăng sáng lên nó sẽ khác, và phải sẽ cái hiệu ứng xung quanh nó sẽ khác đẹp. Thì cái này cái ta đơn giản thôi, nó làm cũng đơn giản thôi, nhưng mà rõ ràng mà tất cả cái này phải làm bằng tay. Không biết cái này bằng chất liệu gì anh nhỉ? Cái này nó bằng biết nó có vẻ mong manh lắm nhỉ, không biết là nó một loại composite. Nó là một loại composite, cái này không có bẻ. Cái này không có bẻ. Nhìn vậy thôi chứ là rất là chắc à. Nó là composite. Ok. Thì lại có những cái đường nó đúng kiểu thủ công ở phía dưới. Nó là tự nhiên, nó không có cái gì đó nó phải công nghiệp hóa quá, đúng không? Đúng rồi. Nó nhẹ nhàng. Hay, rất là nghệ thuật. Cái đèn này nó cũng vậy. Cái đèn này nó cũng vậy. Tức là người ta làm bằng những cái lá nhôm, rồi sau đó người ta để cái mạ một lớp và bột vàng ở phía dưới, phía trên người ta sơn một lớp đen mát. Nhưng mà khi ánh sáng nó ra thì thì nó sẽ khác hẳn. Thấy đứt vào mà thấy da mặt đẹp hẳn luôn. Rồi sau đó tùy theo hoàn cảnh lúc đó, người ta có thể chủ nhà tự có thể điều chỉnh để tạo ra cái hiệu ứng và cái cảm giác khác nhau. Thí dụ mấy cái này là mình vẫn có thể thay đổi các có vị thể trí, thay đổi từ cao từ xuống được. Em thấy ánh sáng là cực kỳ lạ luôn á. Và khi là mình ngồi dưới đây mình nhìn lên á thì mình sẽ thấy rất là đã. Rồi mình đi tiếp vô. Đây là một cái đèn huyền thoại của hãng Artemide của Ý. Thì cái đèn này nó cũng được khoảng 40-50 năm tuổi thọ rồi. Nhìn nó rất đơn giản như thế này. 40-50 năm về mặt kiểu dáng hay là kiểu dáng, tức là nó ra đời á và nó cứ giữ nó kiểu cứ giữ như thế, nó cứ nó bây giờ nhìn vẫn hiện đại. Đúng rồi, nhìn này đơn giản, có khi người ta làm có thể là làm cái copy nhìn là được, nhưng mà thật ra nó rất là khó ở chỗ là làm sao nó đứng được cái đèn này. Tức là có thể kéo bất cứ cái góc nào vẫn và nó nghiêng và nó đứng tại chỗ, nó không có bị nghiêng nhà. Và nó đứng tại chỗ. Thì có thể nó lại lên đứng kiểu này cũng được. Rồi. Và có thể nó sẽ có biến thành cái đèn gián tiếp hoặc là thì ra cái hiệu ứng ánh sáng khác nhau. Chứ nó không phải là chỉ là cái bàn đọc sách. Nghĩa là nó là một cái đèn đa năng. Đa năng, nó không phải là đèn đọc sách. Nếu người ta biết là nó đèn đọc, nó là tưởng nó đèn đọc sách. Nhưng mà sau này người ta còn nghiên cứu đến cả cái chức năng mà ánh sáng của nó thay đổi cái màu sắc tùy theo cái cuốn sách mà anh đọc bằng cái giấy gì, màu gì, mình điều chỉnh rồi mình đọc, làm cho mình đọc mắt mình không có mệt. Thế có nghĩa là theo như những cái chia sẻ của anh Thống thì là cái nhiệt độ màu, cái màu của ánh sáng ấy, nó có ảnh hưởng rất là quan trọng tới cái cảm xúc và cái thị giác của chúng ta. Đúng rồi. Chứ nó không phải là bình thường thì chúng ta bình thường thì bật đèn lên là chúng ta đọc thôi, sắc nào cũng như thế nào thôi. Đây là ông Michele De Lucy. Ông này, ông là một kiến trúc sư, ông không phải là một người. Thì ông có một dịp do đại lãnh sự quán Ý mời ông qua đây, ông nói chuyện thì tình cờ thì đứng trước cái đèn này. Thì anh mới biết rõ rất cái đèn này, thì anh mới hỏi ông là cái đèn này lịch sử như thế nào. Thì ông mới kể. Ông là người tạo ra cái ông người thiết kế cái đèn này. Như vậy là ông thiết kế lúc ông còn rất là trẻ đúng không? Trẻ lắm, năm rồi. Cũng cần 50 năm tuổi. Anh em bên này em thấy có cái này bản phiên bản to hơn, không biết có phải của ông này thiết kế không anh? Cũng. Trên cơ sở đó thì nó phát triển ra một cái đèn sàn. Thì cái đèn sàn ở Việt Nam mình thì cũng thích thay đèn sàn. Người Việt Nam mình cũng thích thay đèn sàn, chứ mình rất là nhiều người nước không có thích thay đèn sàn. Tại vì đây là một cái đèn cực kỳ cơ động và nó cung cấp ánh sáng bổ sung. Anh cho em thử được không? Được. Thử xem là thế to như thế nào. Coi nó chịu đựng thế nào. Chịu đựng được em. Hay là nó gục mất tiêu. Ôi, chơi ngang như này xem có được nhé. Cái chân sập không?
Không anh thua dạ. Dạ. À. Mình chắc chắn là đúng. Tức là bây giờ mình có một cái bàn nhỏ, mình ngồi đây mình chỉ muốn cái ánh sáng tập trung cái bàn đó thôi thì mình kéo như thế này. À, okay. Nhưng mà giờ sau đó bạn bè tới chơi đông hơn. Dạ. Không lẽ mình ngồi thế là mình đang kéo lên. À, thế là nó sẽ chiếu sáng được nguyên một khu vực. Dạ. Bàn chân nó dừng lại tại đó. Dạ. Rồi bây giờ nếu mà ở chỗ khác mình cần như thế mình lại tin nó đi rồi mình cắm điện vào thôi. Dạ. Chứ không phải lúc nào trên tầng trên tường cũng đầy đèn hết mà họ chỉ cần... nên là cái này là một cái cách mà họ sử dụng ánh sáng cục bộ của bên kiểu châu Âu, tức là họ rất nhiều dùng nhiều đèn bàn và đèn sàn. Rất là linh động ha. Rất là linh động. Và cái hay nó là nó không cái thấy nó rất là vững chãi, không thấy anh thua vậy. Nếu mà bình thường là cái này sập chắc luôn. Sập chắc. Dạ. Hoặc là nó cứ từ. Nhưng mà nó cứng mà cái cấu kết cấu của đất đơn giản. Dạ. Vừa nó vừa kỹ thuật, vừa thiết kế về mẫu mã, vừa kỹ thuật, vừa công năng. Dạ. Quan trọng là 50 năm trước mà làm ra được một cái đèn mà đến bây giờ vẫn đó mới là vấn đề lớn. Đáp ứng cái tiêu chí về chắc sau này nó chỉ thay đổi về một chút về đèn thôi đúng không? Hay là nó thay đổi gì nhiều so với 50 năm trước? Sau này thì họ đang đổi từ bóng đèn dây tóc chuyển thành dây đèn LED thôi. À thôi đúng không? Dạ. Chứ còn tất hầu như là không thay đổi gì cả. Sau đó họ có thể làm thêm màu. Dạ. Thêm màu thêm thôi. Okay, cái đầu tiên gốc của nó là màu nhung. Dạ. Em nghĩ là nếu mà ở đây mà anh em mình mà đi review chi tiết về từng đèn, ví dụ như này thôi chẳng hạn là cũng hết ngày anh ạ. Cái sáng tạo của mình. Sáng tạo kinh khủng anh nhỉ. Nhìn như này không, em còn không biết là nguyên lý hoạt động của nó là lấy điện từ đâu. Đúng rồi, đừng phát hiện một cái đèn rất là độc, tự nhiên là chui thì lại không dùng để cắm vào điện, đúng nguồn điện đó. Cái này là hoàn toàn là sai với những cái kiến thức vật lý mà em được học. Thì cái đuôi của nó ở đây em không dám sờ, không biết là có giật hay không. Và cái này là nó sẽ được áp vào trong cái tường. Cái này là cái vách tường chung với người ta, chứ nó cái đèn nó là kiểu này thôi. Là khi mà làm vào bức tường mình thấy tự nhiên có cái bóng đèn nó nổi lên thay vì bạn cái chui vô. Cái là sáng tạo của anh. Như cái này là tóm lại là như nào anh? Điện. Cái này mà cháy thì bóng thay như nào anh? Không, cái này nó sẽ không có thay bóng. Vì cái anh nguồn sáng ở trong này. Sao đây đây là thêm một cái tác phẩm nghệ thuật nữa. Đây là một tác phẩm nghệ thuật nữa. Đây là tác giả là một nhà kiến trúc sư nổi tiếng là đến bà mới mất rồi. Thì bà nghĩ ra những cái kết cấu mà nhìn vô là thấy bản phất cái ý tưởng của bà trong đây. Thì bà thiết kế những cái tòa nhà rất là đẹp, rất là nổi tiếng trên thế giới, và bà làm cả đèn. Như vậy là đèn là không phải là chỉ có dân lighting hay là làm thôi, mà tất cả mọi người có cảm hứng làm. Thì ở đây là bà nghĩ ra cái này, và cái nơi sản xuất đèn họ sẽ nghĩ ra cách nào làm ra được. Thì bà nghĩ cái đèn này lâu lắm rồi, nhưng bây giờ mới làm được vì họ tìm ra được cái vật liệu nó mỏng như thế nào để thể hiện ý của bà. Em thấy là gió thổi là nó đung đưa rất là thanh nhỉ? Rất là thanh thoát và rất là đẹp, nó nhìn xuyên qua được. Đây là một cái đèn, cái ý tưởng của một người Ý. Nhưng mà vật liệu của người Nhật. Và cashmere. Đây là một cái, họ có một cái có kỹ thuật là họ làm cái vải này không có bao giờ bị thẳng trở lại hết. Tức là nó đèn này giặt để lại vẫn như cũ. Tức là cái đèn này có thể khi mà đem ra mình giặt, mình gắn lên thì nó như cũ. Nó vẫn bắt trở lại. Em thấy cái tính nghệ thuật ở trong những cái tác phẩm này nó rất là lớn. Đây bên này có cái này em thấy cũng khá là lạ anh này. Lại có một cái đèn nó theo kiểu hiện đại. Cái đèn này là các sóng, anh em mình sẽ thấy rằng nếu mà chiếu từ xa ra thì thấy ánh sáng nó tập trung xuống cái bàn này. Và chúng ta không thấy khó thấy được cái nguồn sáng. Đúng rồi. Đấy là có thấy cái nguồn sáng, bởi vì người ta để là chiếu sáng này, thí dụ như để làm việc hay là cái gì. Nhưng mà tại sao cái tấm nó to như thế này và nó là như thế này? Thì thật ra nó chính là một cái đèn nhưng mà là tiêu âm. Là nghĩa như thế nào anh? Là tiêu âm có nghĩa là thí dụ như anh em mình ngồi nói chuyện dưới này. Trong một không gian rộng thế này. Thì tiếng mình nó sẽ vang ra. Vang ra. Nhưng mà cái tiếng thì khi mà nói từ miệng mình nó đi ra tới đây. Nó nghe tới mình một ít xong nó lên. Rồi.
nó lên, mà nếu mà nó lên gặp cái trần phẳng á, thì nó sẽ dội tiếp và nó vàng. Rồi. Lên tới đây nó hút hết. À ok. À, thì như vậy mình sẽ không bị nghe tiếng vàng. À ok. Anh Andy thấy cái vật liệu này nó làm giống như ở trong những phòng thu âm ấy. Cái như là đèn này nó chỉ chiếu một phương án xuống như này thôi hả anh? Nó còn chiếu trên nữa. Dạ. Tức là nếu như mà mình ngồi dưới đây mình cần ánh sáng thì nó chiếu ở đây. Nhưng mà nếu là mình muốn chiếu cho không gian cái phòng đó thì lật, nó lật sẽ bật ở phía trên. À bật phía trên, dạ. Bật phía trên à? À, đây. Wow. Dạ. Và lúc đó mình sẽ thấy cái phòng mình nó sáng. Dạ. Nhưng mà đến khi mình cần làm việc thì mình ngồi chỗ này. Dạ. Yeah. Bây giờ thì mình đi vào mình thêm một cái khu mà để xem cái ánh sáng nó sẽ ảnh hưởng đến cái vì sao nó sử dụng ánh sáng trắng, sáng ấm, sáng vàng. Light lab. Wow. Cái này là khu làm gì anh? Cái khu này nó phòng tối để nó test ánh sáng. Khi mà test một cái ánh sáng thì không bị ảnh hưởng của ánh sáng xung quanh. Thì mình tiếu tính được cái hiệu ứng ánh sáng. Như vậy là Kara anh là setup riêng một cái phòng cho phục vụ lab thôi. À, để test ánh sáng. Thì toàn bộ từ đây tới đây chỉ là một cái đèn thôi. Rồi. Hồi xưa mình thiếu một cái logo á thì mình sẽ chiếu 3-4 cái đèn gọi vô. Bây giờ chỉ cần một cái đèn thôi. Dạ. Và cái đèn này nó có thể di chuyển, có thể thay đổi được, tức là có thể chữ ngang xéo gì để chiếu được hết. Nó sử dụng cái công nghệ cái thấu kính của cái đèn. Thì cái phòng này để test những cái này thực tế trước khi đưa vào thực tế. Tại vì ánh sáng là phải test ánh sáng, không có chuyện mà vẽ rồi đưa ra. Vật liệu khác nhau, ánh sáng cảm giác khác nhau, các cái đồ cái phản xạ nó khác nhau. Còn đây là một cái mô hình để nói là cái màu của ánh sáng trong sinh hoạt của chúng ta. Như vậy thì thật ra là ánh sáng có tác động rất là lớn đến về mặt tâm lý đúng không? Có. Về cảm xúc và tâm lý đúng không? Nó đến cảm xúc mà cảm xúc đó chúng ta không kiểm soát được. Nhiều người, tại vì rất nhiều nhà nói tôi quen sống ánh sáng trắng rồi thì cứ để sáng trắng. Rồi có người nói tối ô vàng rồi để ở châu Âu, còn chúng ta đây trời nóng thế này mà ánh sáng. Thật ra cái màu này nó không, mặc dù nó có thể dịch ra là vàng ấm và sáng lạnh. Nhưng mà cái đó không liên quan gì đến nóng lạnh hết. Nó chỉ là cái cảm xúc của con người dưới ánh nắng mặt trời. Thì ở đây các bạn, anh em mình sẽ nhìn thấy đây là một cái chu kỳ của mặt trời. Khi bắt đầu bình minh nó sẽ tối và nó sáng dần như theo cái vòng này. Ra tới buổi trưa chiều nắng lên thì đây bắt đầu nó đỉnh điểm của trưa. Đầu nó mới giảm xuống từ từ và đến đây vàng. Mặt trời đi ngủ. Vậy thì cái này nó sẽ ảnh hưởng đến nhịp sinh học của mình. Trong cơ thể này nó tiếp nhận ánh sáng và nó sản xuất ra cái nội tiết tố để cho phù hợp với thời điểm đó. Thí dụ như buổi sáng sớm khi chúng ta ra ánh sáng này, tức là ánh sáng của buổi sáng. Buổi sáng thì bao giờ nó sẽ tiết ra một cái nội tiết tố làm cho mình hưng phấn, mình mạnh mẽ, mình phấn khích để mình làm. Mình làm việc, các bạn sẽ thấy người ta đi thật ngày mới sáng đấy. Ngày mới là ai cũng thấy sảng khoái, chim hót vừa kêu, tức là ầm 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 lên. Nhưng mà bắt đầu là khi cái ánh sáng mà nó giảm dần thì cơ thể sẽ biết rằng sắp đến lúc phải nghỉ. Thì lúc đó cái nội tiết tố mà làm cái phấn khích nó sẽ giảm dần xuống. Và cái nó sẽ chuẩn bị sản xuất ra một cái nội tiết tố người ta gọi là melatonin. Để nó làm cho cơ thể chúng ta nó giảm hết chức năng từ từ. Và lúc đó khi mà tắt đèn là chúng ta đi ngủ. Vậy thì nếu chúng ta sử dụng ánh sáng sai trong nhà thì cơ thể chúng ta sẽ tiếp nhận thông tin sai. Và cái sản xuất hormone nó cũng sẽ sai đi. Và nó tạo ra cái tâm lý sai. Có nghĩa là giống như là ví dụ trước khi đi ngủ nhưng mà đèn trong nhà vẫn cứ ánh sáng của buổi trưa như thế này đến lúc mà tắt phục đèn đi một cái là cơ thể là vẫn đang còn chuyển đột ngột qua đúng không? Chưa kịp đi ngủ mới đúng không? Đó là chưa nói là một số dân tộc họ quen với cái ánh sáng trắng. Mà kết quả của họ là ngủ rất ít. Và họ rất là căng thẳng và họ rất là nóng tính. Là còn đây là một cái mô hình để nói lên cái chất lượng ánh sáng. Nó sẽ làm cho không gian nó sẽ bị khác đi. Các bạn sẽ thấy đây là cái vải, mình nhìn thấy nó giống màu nhau. Nhưng mà nếu chúng ta thay đổi cái chất lượng ánh sáng, bạn sẽ thấy là cái này nó màu trắng, không phải màu vàng. Nó sẽ sạch hơn, cái màn nó sạch hơn, cái hoa nó sẽ tươi hơn. Và bạn sẽ thấy chi tiết rất là rõ. Bạn sẽ thử. Nên là tại sao cho đây trưng bày những cái chi tiết rất rõ, giống như là những cái hoa này nè. Đội màu sắc là khác liền.
Đức có đồng hồ đẹp là đây Đức, Đức bỏ vô xem đấy, cái đồng hồ của Đức. Đây là cái đồng hồ chúng ta sẽ thấy với da tay ha, và cái đồng hồ chúng ta sẽ thấy. Tay cái đồng hồ đẹp, anh Đức mới tinh, mới tinh. Xoay cái bàn tay rồi đó. Là đây. Đây là bình thường đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi, dạ. Rồi, em bảo đây. Đây là trắng trắng sáng. Nó không phải là màu trắng màu sáng. Nếu cái này mà những cái cửa hàng về thời trang hay là những thời hàng về ấy mà họ áp dụng cái này thì nó sẽ tăng cái độ mua hàng của khách rất là lớn đúng không? Tức là lúc đó họ sẽ thấy hàng hấp dẫn hơn rất nhiều. Vì thật ra nó không phải là làm cho nó đẹp hơn mà nó chính là dưới ánh nắng mặt trời. Tức là ánh sáng đó là ánh nắng của mặt trời. Nhiều người đi vô mua cửa hàng mua một cái áo màu xanh đen. Nhưng mà đi ra dưới ánh nắng mặt trời nó là nâu đen. Rồi. Hay là vô trong đó mua một cái áo màu đen nhưng mà ra ngoài nó là xanh đen. Thì cái ánh sáng này khi mà đội đúng thì nó sẽ nó sẽ lấy ánh sáng mặt trời vào trong nhà. Rồi, ok. Cái nó không phải là làm màu hay là làm cho tăng lên giống như cái tay hồi nãy Đức mà đẹp là đẹp thực tế vậy chứ không phải là do tay em đẹp. Anh chưa nắm đâu. Rồi đây là đây là cái một cái chỗ trải nghiệm về cái hiệu ứng ánh sáng. Hiệu ứng ánh sáng. Và em đứng bên này em sẽ thấy cái ánh sáng trong một cái hành lang không gian. Người ta thường cái đèn á là nó sẽ thấy cái ánh sáng và người ta có đừng hạn chế tối đa thấy cái nguồn sáng. Đây là một cái thí dụ giống như bây giờ thay vì một cái khu này chúng ta chiếu sáng đều đây hết thì chúng ta chỉ chiếu sáng đúng trước cái cửa thôi. Thì con mắt của chúng ta sẽ cảm nhận khu vực này là nó không bị tối. Nó dẫn tới và mắt sẽ điều chỉnh. Sẽ tới đó. Thì tất rất là nhiều nhà là sáng trưng luôn cái chỗ này mà cái chỗ này thì đâu có cần sáng. Chỉ đến chỗ kia thôi. Nhưng mà có những cái mà công cộng, hành lang công cộng thì người ta có thể làm sáng nhưng mà người ta có thể bẻ cái ánh sáng lại theo cái chiều hướng trang trí bằng ánh sáng. Trang trí bằng ánh sáng. Tức là nó chỉ không đơn thuần là cái chuyện mình chỉ sáng thôi đúng không? Đúng rồi, mình có thể dùng trang trí bằng ánh sáng. Đây nó hay nhỉ. Đây là cái phòng mô phỏng tất cả các hiệu ứng ánh sáng. Chúng ta sẽ thấy ví dụ nhà nào chúng ta cũng có bức tranh hết á. Họ sử dụng một cái đèn không đúng thì bức tranh nó không phải là nó nữa. Và bây giờ nếu mà sử dụng một cái đèn đúng với cái chất lượng ánh sáng phù hợp thì cái thấy bức tranh nó khác hẳn. Tuy nhiên đây là mới chỉ là đúng thôi. Chưa đã. Chưa đẹp, chưa thấy hết cái bức tranh bởi vì mắt chúng ta sẽ bị phân tâm bởi xung quanh. Thì người ta bắt đầu người ta sẽ dùng kỹ thuật ánh sáng để làm cho nó tôn tạo đúng cái giá trị bức tranh lên. Khác không? Khác hẳn luôn ạ. Mình chỉ tập trung vào đúng cái chất liệu rồi, đúng rồi. Và đồng thời các bạn sẽ thấy chi tiết của nó cũng nổi lên. Và cái hay là cái mắt mình tự điều tiết và đúng đã đứng càng lâu thì chúng ta thấy cái bức tranh nó càng nó hiện lên. Bây giờ mời các anh em qua bên này để nói về ánh sáng về nội thất chung chung. Mời cô chủ vô. Thôi, đến đây lại có cả cô chủ của phòng này luôn à? Sao lại biết thế thì anh em mình phải review phòng này từ đầu. Đúng rồi. Thế kể cũng không bao giờ muộn. Các bạn thấy không? Người ta sẽ sử dụng cái ánh sáng, người ta đi ra là mua cái đèn, người ta để vào. Thì họ cho đây là sáng. Nhưng thật cây đà lóa và bạn nhìn thấy tất cả đồ nội thất rất là kệ. Nhưng nó làm cho ánh sáng cảm giác là nó rất là bẩn, dơ và không sạch. Em cảm giác nó không cũ. Nó cũ đi. Đúng rồi. Nhìn cảm giác rất là cũ. Đây là những cái ánh sáng mà chúng ta rất là hay gặp ở trong các cái nhà chung cư này. Chung cư mua về nè, rồi thậm chí nhiều nhà mua về như thế. Thậm chí ở bên Mỹ cũng có nhà làm như vậy luôn. Cái đèn này nó sai rồi, bây giờ mình đưa cái đèn đúng vô thì lại cảm giác khác. Tất cả đồ sáng tăng lên mà nó sẽ rõ hơn. Da mặt và kể cả áo quần nó cũng sẽ khác biệt. Và bây giờ đấy là mới có thay ánh sáng như cũ. Nhưng bây giờ chúng ta đụng tới thiết kế ánh sáng một tí thì không gian nó sẽ khác. Lúc này bạn sẽ thấy nó hơi tối hơn một tí nhưng kỳ thực là vẫn rõ. Gương mặt vẫn rõ, tất cả đều rõ. Nếu bạn quay lại cái đầu tiên sẽ thấy hoàn toàn khác hẳn. Vậy có nhưng mà em cảm giác
khi mà quay lại cái đầu tiên á, mặt cô này có vẻ xanh ra. Đúng rồi. Bà chủ có vẻ xanh ra. Đúng rồi. Đúng dạ. rồi. Giống như là có vẻ bị ốm, bị ốm yếu. Là dạ. sức khỏe, đó ảnh hưởng đến sức khỏe. Dạ. Thì nhưng mà thật ra là do là sức khỏe đang như thế hay là không phải ạ? Không, nó là do ánh sáng, nó làm cho cái không hiện đúng được cái sắc mặt của người ta. Đây thì em ngồi vào đây cái là anh đây để anh Đức vậy. Em chuyển cái chế độ khác cho nó khỏe. Bây giờ mời ngồi mời anh ngồi bên cho Đức vào đi chứ không là Đức ấy. Thứ hai á. Bây giờ dưới ánh sáng này và bây giờ cái ánh sáng kia bạn sẽ thấy. Dạ. À, hồng hào lên hắc hẳn khỏe mạnh nhìn Đức khỏe mạnh không? Dạ dạ. Nhưng bây giờ chưa lãng mạn lắm. Rồi rồi. Ánh sáng này để ngồi uống rượu vàng đúng rồi chính xác. Nhưng mà nhìn vẫn cứ rõ như thường. Chứ không phải không bị tối mặt. Không bị tối mặt, không bị không bị xanh đi và nhìn thấy là rất là rõ. Ok anh. Đấy là cái cảm xúc vào trong một cái không gian nội thất. Rất là nhiều người không để ý cái này. Họ có thể đầu tư rất nhiều trong bàn ghế furniture tất cả. Nhưng mà ánh sáng thì ánh sáng chung nhé, họ có thể đầu tư vào đèn trang trí nhưng họ không đầu tư vào cái ánh sáng chung. Dạ. Thì nó sẽ dẫn đến một cái hiệu quả ứng rất là phản tác dụng. Vâng. Rất là cảm ơn anh Thống hôm nay vì những chia sẻ của anh. Rất là thú vị. Cảm ơn anh Eddie. Một lần nữa anh lại cho em một cái trải nghiệm rất là thích thú. Hy vọng là những trải nghiệm ngày hôm nay mà anh Thống đã chia sẻ phần nào giúp cho quý vị khán giả của Nhà To sẽ hiểu hơn được thêm về các cái bài toán để giải quyết về câu chuyện ánh sáng ở trong gia đình của chúng ta, ở trong ngôi nhà của chúng ta. Làm sao để cuộc sống của chúng ta nó ngày càng tăng cái giá trị lên, mỗi lần về nhà là cảm giác thấy hạnh phúc, cảm thấy sướng. Chứ không phải là cứ phải vào khách sạn mới bắt đầu thấy là hạnh phúc. Không, vào khách sạn vẫn hạnh phúc theo kiểu khác. Vâng, và hy vọng là quý vị khán giả sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ Nhà To trong những chương trình tiếp theo. Và cũng hy vọng là sắp tới sẽ có một cái cơ hội nào đấy được tham quan và ghi hình giới thiệu tới những cái công trình thực tế mà Cara và anh Thống đã thực hiện cho khách hàng để giới thiệu nhiều hơn tới cho quý vị khán giả Nhà To. Mặc dù là những công trình mà em đã vào mà do Cara thực hiện thì em cũng biết là rất là khó để quay để chia sẻ lên. Thế nên là mới hy vọng. Cảm ơn anh. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Xin chào.